Xin chào nha. Thì hôm bữa mình có quay một cái tiệm nail mới khai trương đó, và có rất là nhiều người anh chị em cho rằng thời buổi này đó, mở tiệm nail càng lớn càng chết. Thì hôm nay mình quay lại cái tiệm nail này sau một thời gian khai trương, coi thử nó làm ăn như thế nào ha. Chính thức khai trương vào ngày 28 này tháng 1 thì tới bây giờ đã là một tháng, gần một tháng rưỡi. Thì từ lúc đầu khoảng chừng 4 năm thợ thì bây giờ tiệm mình là cuối cùng đã được khoảng 12 thợ. Rồi là ok, là một tháng rưỡi tới nay là từ 4 năm thợ giờ lên được 12 thợ rồi đó. Đúng rồi. Tương lai còn lên nữa đúng không? Còn đang nhận thợ đúng không? Tương lai còn lên nữa, hy vọng là tới cuối tháng này là có thể khoảng chừng 15. Tại vì có một số người đã hứa sẽ phụ tụi Nghi, thì có lẽ cuối tháng này, thì bắt đầu cuối tháng này, cuối tháng 3 rồi, nó bắt đầu mùa hè vô. Thì trên mọi tiệm đều cũng phải có cái sự chuẩn bị để mà ngày nào mình gọi là đánh đó. Bây giờ mình vẫn một tháng rưỡi mình vẫn còn có